Cayo. Mới mua cái gimbal từ hôm 11 tháng 10 năm 2018. Nó nhìn rõ không? Thì đến hôm nay mới nhận được hàng, thì mở hàng ra thì bật gimbal nó không lên. Giữ mãi không thể lên. Cắm sạc vào thử cũng không thấy gì cả. Không thấy báo đèn hay là lên gì cả. Mặc dù là sạc điện thoại thì vẫn sạc được bình thường. Cho tôi mượn cái điện thoại luôn. Chẳng bình thường, nhưng mà sạc gimbal thì không nên. Có điện thoại này.